Xin chào anh em, mình đến từ msm.vn. Và anh em có thể nhìn thấy ngay trên tay mình hiện tại, đó là một chiếc iPhone XS Max anh em nhá. Thì cũng như mọi lần thôi, mình cầm XS Max và mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em chọn mua XS Max luôn. Thì có một cái tin rất là vui đến với anh em. Hiện tại năm nay, cái tin này thì đối với những anh em kinh doanh điện thoại của mình thì cũng bình thường thôi. Nhưng anh em mua hàng rất là vui, bởi vì là năm nay những chiếc điện thoại iPhone của chúng ta không còn gắt gao về giá như những năm trước nữa. Hiện tại chiếc iPhone XS Max giá rất là tốt rồi anh em nhá. Mình đang cầm trên tay là phiên bản bộ nhớ trong 64GB quốc tế bản của Mỹ và đẹp như mới. Giá hiện tại chỉ có hơn 16 triệu thôi. Bên mình bán chỉ có hơn 16 triệu thôi anh em nhá. Giá sẽ thay đổi theo màu và phiên bản dung lượng một chút. Ví dụ như phiên bản màu đen như này, cụ thể là sẽ là giá là 16.450. Phiên bản màu vàng giá chỉ có 16.750 thôi anh em nhá. Và những phiên bản mà dung lượng cao hơn như 256 sẽ đắt hơn 2 triệu, phiên bản mà full box sẽ đắt hơn vài triệu nữa. Nhưng cái đấy không quan trọng, mà cái quan trọng nhất hiện tại là bây giờ nó rẻ rất nhiều anh em. Năm ngoái anh em mà mua một chiếc iPhone X tầm giờ ấy thì nó phải giá tầm 16 17 triệu cơ. Mà bây giờ ấy là chúng ta mua được một chiếc XS Max giá chỉ tầm 16 hơn 16 thôi, và một chiếc XS với giá cũng chỉ tầm 14 triệu thôi anh em nhé. Đó là một cái điều rất là thú vị trong năm nay luôn. Anh em mua máy hiện tại bây giờ rất là thích luôn. Nhưng mà tất nhiên rồi, cái gì cũng có cái này cái kia. iPhone là một trong những sản phẩm được yêu thích làm nhái và là dựng nhiều nhất anh em ạ. Chính vì thế nhiều anh em đi mua máy rất là lo sợ để mà mua được một chiếc máy tốt hay không. Anh em tại phòng thì cứ đến 170 lần xay là cửa hàng bên mình để mua máy thôi. Còn nếu anh em ở xa ấy thì mình sẽ hướng dẫn qua cái video này, anh em có thể xem và cảm nhận được cái phần nào anh em đi xem máy là ok nhất, hoặc là anh em có thể tin tưởng anh em có thể mua COD bên mình cũng được. Bên mình đã ship COD toàn quốc cho anh em nhá. Anh em nhận được hàng thì anh em phải thanh toán. Để mua hàng thì ở đường link ở dưới mô tả thôi, hoặc em điện thoại cho mình, hoặc là đặt hàng trên website bên mình nhá. Đường link mình sẽ để ở dưới mô tả của video, anh em có thể xuống đấy mà xem đường link để mua những chiếc máy này nhá. Và thì việc đầu tiên vào vấn đề chính là mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn một chiếc máy này một cách chuẩn nhất luôn. Mình nói ở đây là một chiếc bản quốc tế và là bản line new như mới nhá, chứ còn hàng xấu một tí thì mình không nói đến, mình chỉ nói line new như mới thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem về hình thức chuẩn nó sẽ là như nào. Thì XS Max nó sẽ có 3 màu anh em nhé, nó sẽ có 3 màu. Trên tay mình ở đây anh em hay gọi là màu vàng gold, anh em có thể nhìn thấy không, lưng thì nó màu nâu rồi chứ không phải vàng đâu. Mình lấy lưng màu nâu nhưng cái viền cạnh của nó này là một vòng vàng bóng rất là đẹp luôn. Và nó cũng có một cái màu đen rất là huyền diệu như này anh em này. Màu đen không hẳn đen mà nó cũng không hẳn là xám lắm, nó như nó khó tả lắm, màu gọi là nâu chuột ấy. Và cũng bóng bẩy như này luôn, cái viền bên cạnh của nó cũng vậy anh em thấy không. Và một cái màu rất là cơ bản đó là màu trắng đây anh em nhá, màu trắng này. Và cái viền của nó là vàng bóng như này. Hiện tại sản phẩm này là sản phẩm được mình sử dụng, thành ra anh em nhìn thấy không, cái viền của nó rất là xấu không, nhưng mà cái màu trắng có đặc điểm rất hay là nó có thể đánh bóng được luôn, đánh bóng được như mới luôn. Nhưng mà mình ngại không đánh nhưng mình cũng sẽ khoe cho anh em xem. Máy line màu trắng thì mình đã hết rồi, mình chỉ còn màu đen và màu vàng là chủ yếu thôi. Đó, thì nó có 3 màu như thế này và rất là nhiều thị trường để lựa chọn, trong đó có Mỹ này, Việt Nam này, quốc tế khác như Anh rồi Malaysia, Thái Lan, Pháp, Đức các thứ. Và có 2-3 cái phiên bản rất là đặc biệt, đó là phiên bản của Nhật Bản, phiên bản của Hàn Quốc. Hai phiên bản đó là chụp ảnh kêu phành phạch và không tắt lại được. Và một phiên bản của thị trường Trung Quốc có tên mã là CH. Phiên bản đó thì lại không có FaceTime audio và sạc pin sẽ không tự lên, phải bật nguồn mới lên. Phiên bản này rất là đặc biệt luôn. Đó, thì đó là những cái phiên bản của XS Max. Màu sắc nó sẽ là như này. Về bề nội dung bên trong thì XS Max hiện tại nó chỉ có phiên bản 64GB, 256GB và 512GB thôi anh em nhá. Không có phiên bản 128GB và cũng không phiên bản 32GB luôn. Thế nên mua XS Max chỉ có 64 là 1, 256GB là 2 và 512GB là 3. Và 512GB thì hiếm lắm, bản thân mình còn chưa được cầm vào bao giờ. Mình phải nói thật là như vậy, mình chưa được cầm vào con 512GB bao giờ luôn. Hoặc có thể là cửa hàng mình có bán thì mình không để ý luôn. Đó. Và nếu mua máy line new nó sẽ là như thế nào? Về hình thức nó sẽ phải là rất là đẹp. Bên mình không bao giờ có những chiếc máy gọi là line new mà nó bị móc, thậm chí là xước viền luôn anh em nhá. Đây, bởi vì những sản phẩm XS Max là những sản phẩm rất là cao cấp, rất là cao cấp luôn, rất là khó bị xước, anh em có thể nhìn thấy, rất là khó bị móp. Đây, mình mà người dùng iPhone người ta hay dùng ốp,
để giữ gìn, bởi vì đây là những sản phẩm rất là giá trị luôn, mua mới $1,000 cơ ở nước ngoài, hoặc là về Việt Nam là 20 mấy triệu cơ. Đó, đây sản phẩm mình đang sử dụng đây, anh em nhìn thấy này, dục mặc dù nó có cũ, nó cũng sẽ chỉ bị mờ mờ, bị sờn sờn một chút, gọi là bền bền một chút của cái màu thôi, nhưng cái này đánh thì bóng được luôn đấy, nó không bị xước cái móp gì cả. Đây là mình dùng có ốp nha. Đó, đấy là về hình thức anh em mua line new nó phải như thế. Và cái quan trọng nhất, hiện tại bên mình bán chủ yếu là máy Mỹ rồi. Thế nên đấy, anh em có thể nhìn sau vỏ này, máy Mỹ, nó chỉ in có mỗi chữ iPhone đấy thôi nhá. Anh em thấy nhìn thấy không? Đó, máy của Việt Nam hay là những máy của châu Âu, nó sẽ in một số thông tin khác ở dưới này. Đó, anh em lưu ý là mình chỉ bán máy Mỹ thôi. Và tất nhiên rồi, nhiều người dùng chọn máy Mỹ lắm, nhiều người thích máy Mỹ, bởi vì người ta Apple của Mỹ mà, ai cũng nghĩ là Mỹ là tốt đúng không? Ok, cái việc đấy mình cũng có thể chấp nhận là đúng. Nhưng thực tế ra tất cả các iPhone các nước đều như nhau, trừ một số phiên bản đặc biệt mình vừa nói như Nhật, Hàn hay Trung Quốc ấy, thì nó sẽ hạn chế một số chức năng thôi. Đó, thì chúng ta cũng xem luôn về cái lưng nhá. Để việc đầu tiên là chúng ta sẽ không thấy những thông tin in linh tinh ở đây, và cái nét chữ rất là đều, lưng nó rất là sắc nét, anh em có thể vuốt được cái cạnh này, cái lưng nó rất là sắc nét này. Thì đây là một trong những sản phẩm là lưng trưởng thay thì nó mới có cảm giác là như vậy. Nếu anh em mua lưng thay rất là nguy hiểm nhá. Màu sắc nó cũng sẽ hay là có những vết xước, nó sẽ đồng đều bên cạnh này luôn. Anh em nhìn kỹ nha, không có vết keo nhá. Nhìn cái mép này không có vết keo này. Đó, quả táo này nó sẽ là màu, không phải là màu bạc đâu, mà nó sẽ màu hơi sáng hơn màu lưng thôi. Cho anh em ý, nó không phải là màu bạc nhá, chỉ có con màu trắng thôi này. Đấy thì nó mới màu bạc này. Còn con màu đen và con màu vàng nó sẽ không phải là màu bạc đâu, nó chỉ là cái màu bóng sáng hơn cái màu lưng thôi. Việc quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng xoay thật là kỹ cái camera chính ở đây. Cụm camera chính là cụm kép trên và dưới, ở giữa nó sẽ là đèn, cụm đèn flash. Thì hai cái này anh em phải nhìn nó rất là đen, rất là đẹp, không bị xước và không có bụi bên trong, không có dấu vân tay bên trong, anh em lau thật kỹ. Anh em có thể dùng đèn flash, anh em chiếu vào nhìn kỹ, không có bụi, không có dấu vân tay ở bên trong hai cái camera nhá. Bởi vì đây là một sản phẩm chống nước, thành ra ấy, bụi lọt bên trong rất khó lọt bên trong, trừ trường hợp đó là bị tháo ra và người lắp vào không để ý, thế thôi. Đó, và cụm đèn flash anh em nhá, nó sẽ là cụm tròn, và cụm đèn flash này nó sẽ là một khối kính riêng, thế nên anh em xò tay ở đây nó sẽ nằm được dưới bên trong. Bên cạnh cái này nó không phải là vết vỡ hay là không phải vết lỗi đâu nhá. Đây là mic phụ cho camera. Cái mic phụ cho camera, anh em nhìn cái màng loa nó sẽ nằm đầy lên cùng mấy luôn. Anh em vuốt tay đây sẽ cảm thấy liền một khối, chứ không bị lõm xuống đâu. Cái màng loa nó làm rất là đẳng cấp luôn. Đó, và anh em nhìn thấy rất là đều và sẽ không có vết chọc vào. Có vết chọc vào thì có bị tháo ra và thay lưng thay kính thôi. Cái điều này chắc chắn đấy. Bởi vì anh em nhìn nhá. Đó, anh em có thể nhìn cụm đèn flash này, rất là tinh tế này, rất là đẹp này. Anh em có thể nhìn thấy vào bên trong, nó có 4 ô tất cả. Tất cả nó là 4 cái cụm đèn LED flash luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Đấy, những cái này anh em soi thật kỹ nhá. Và tiếp tục anh em soi thật kỹ những cái mép này, nó sẽ lồi lên và rất là đều nhá. Những cái mép camera này, camera nó sẽ là camera lồi và kính sẽ lồi lên rất là đều, anh em nhìn kỹ nhá. Đó, những cái đường viền này, cái đường viền này và cái cạnh nó sẽ có màu giống nhau. Đó, anh em nhìn nhá, cái đường viền của camera của cái camera này. Đó, cái đường viền cao này và cạnh nó sẽ có màu giống nhau. Đó, đường viền camera và cạnh nó sẽ có màu giống nhau anh em nhá. Nó đây này. Đó. Cái đó rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng soi kỹ về cái cạnh tiếp. Đây, anh em có thể đây, bên cạnh này nó sẽ là nút nguồn, nó hơi dài một chút, bên dưới này sẽ là khay sim. Đấy, đây là cụm của giải anten nhựa để phân chia giải anten này. Bên cạnh này nó sẽ là hai nút bấm và nút truyền thống của iPhone, đó là nút tắt bật chế độ im lặng. Đó, anh em có thể thử nhá. Rất nảy này và rất đều này, anh em có thể nhìn thấy mà. Mình cạnh bên dưới này nó sẽ không lay động đâu, bởi vì đây là hàng xịn mà. Đó, anh em có thể rất là nảy nhá. Và cái phím bấm rất là nảy luôn và rất đều tay anh em nhé. Anh em lưu ý phím bấm phải đều tay thì nó mới chưa bị can thiệp. Mặc dù có ấn hay là dùng nhiều đi như nào nữa nhưng phím bấm của Apple rất là bền luôn, rất đều tay anh em nhìn thấy không? Đấy. Ok. Và mình vẫn nói với anh em ấy, đã đi mua một chiếc máy cũ thì anh em lên phải có một vết sử dụng rồi. Trừ trường hợp anh em mua một số chiếc GameMax hiện tại bây giờ bên mình đang bán ấy, có những chiếc mới chỉ sạc 2 lần thôi, thì những chiếc đấy có thể là đẹp long lanh thì cũng không sao. Nhưng nếu cả máy tính đã sạc nhiều lần thì anh em lưu ý là những cái chỗ này nó phải có bụi, nó phải có bụi bên trong. Bám dạng bụi là như nào? Dạng bụi nó bám vào ấy, như là lâu ngày ấy, chứ không phải là bụi dính két đây anh em nhá. Là bụi nó bám vào một chút, anh em có thể nhìn thấy có thể có vết sử dụng, nó sẽ
hơi chảy một chút xíu, anh cứ lấy đèn anh xem chiếu nó sẽ hơi chảy rất nhỏ nhỏ nhá. Cái việc đấy anh em phải lưu ý, đó là cái việc đây. Thì cái khu vực của cái nhựa giải như anten này anh em vuốt nó sẽ rất là đều này, sẽ vuốt nó sẽ rất là đều như là một khối này, nó làm rất là Apple nó làm rất là đẳng cấp luôn. Với cái anh viết nó là hai khối khác nhau nhưng anh em vuốt nó rất là đều này, đó nó không có gồ ghề lên. Nếu có gồ ghề lên đấy thì anh em lưu ý là khả năng là không phải xương xịn đâu. Khu vực phía dưới này cũng vậy, nó sẽ có một cái điều đặc biệt ở dưới này khác với những chiếc điện thoại khác, đó là cái màng loa bụi bụi bẩn bẩn một tí không sao, nhưng nó sẽ có cái màu sắc gần như là tương đồng với màu viền. Ví dụ ở đây mình có con màu vàng, nó sẽ có màu nâu anh em nhá, nâu gần như là cái viền của màu vàng này, vàng nâu này đấy. Con màu bạc thì nó đúng là màu bạc luôn, màu trắng nó sẽ là màu bạc như này luôn này, như cái viền luôn. Và màu đen nó cũng sẽ là màu đen như này luôn. Và tất nhiên rồi, anh em sẽ nhìn vào khu vực chân sạc. Mình vừa nói đấy, cũ một tí nha, nếu mà nó cắm nhiều lần rồi nó phải cũ như này nha. Đó, anh em nhìn thấy không? Chân sạc của con màu vàng nó cũng đen luôn, là chân sạc của con màu trắng này cũng đen luôn, chân sạc màu đen thì khó nhìn hơn, nhưng mà nó phải cũ thì anh em soi kỹ bên trong nó phải có bụi. Bởi vì nó đã sử dụng rồi, còn nếu mà con nào mà sạc một hai lần thì chưa có thì không sao. Nhưng anh em lưu ý này, cắm khoảng 20 lần thì đi là nó đã có vết vết rồi đấy, bởi vì cái đấy là cái ma sát rút ra rút vào mà. Thế nên anh em có soi kỹ là phải có như thế nha. Và sản phẩm này tất nhiên rồi không có jack cắm 3.5. Đó là cái phần lưu ý. Những cái màu của cái nhựa này ở khu vực này, nhựa này và cái phần nhựa ở trên hai cái mép này nó phải đồng đều với nhau nhá. Điều đó là cái việc tiên quyết luôn. Và tiếp nữa thì chúng ta sẽ cùng xem kỹ về cái màn hình. Thì ở đây ấy, anh em lưu ý nó là màn hình LED. XS Max là màn hình LED thế lên rất là đen, anh em có nhìn thấy không? Nó là màn hình LED cao cấp, anh em có nhìn thấy không? Nghiêng một khối đen. Đó, nhìn kỹ nhấc lên thì nó tự sáng rồi không nói. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rất là khối đen, rất là đen, nó đen lên. Đó, hàng nhái chụp ảnh ở trên mạng ấy thì thường thường nó sẽ lộ những cái viền này, nhưng đây rất là đen luôn, rất là khó nhìn thấy cái viền luôn, chỉ có bật sáng lên này. Đó, anh em nhìn thấy không? Nhìn cái mép này. Rất là khó nhìn, nó bật sáng mới nhìn thế này. Đó. Và khi anh em dùng máy live view, anh em soi kỹ cái mặt của nó có bị xước nhiều hay không. Răm răm một chút thì không sao, cũ mà nó phải có cái vết như thế. Hoặc đẹp thì máy bây giờ cái mắt thì cũng có thể là máy đẹp không bị xước, bởi vì người ta cũng dùng dán. Nhưng cái quan trọng nhất ấy, là chúng ta xem cái mép loa này đã dùng nhiều thì không phải bụi và cũ cũ một chút, và cái camera không có bụi bên trong. Nhìn kỹ là không có bụi bên trong, soi kỹ lắm thì mới nhìn thấy ở đây có hai cái khu vực cảm biến, hai cái lỗ tròn ở đây. Soi thật kỹ mình nhìn thấy anh em nhá, có hai cái lỗ tròn ở đây này, anh em có thể nhìn thấy này, nó nằm ở trên khu vực trên này. Đó, phía mép màn hình nó liền khối hết, và anh em soi thật kỹ xem những có vết xước ở bên trong hay không. Có những vết xước ở bên trong này cứ lưu ý lại kép ấy, ép lại kính rồi hoặc là có vấn đề gì đó. Và cái quan trọng nhất là anh em vuốt cái mép này này, vuốt cái mép này đấy, nó không bị gồ lên này, con nào cũng như con nào luôn, vuốt vuốt là nó không bị gồ lên này. Nếu gồ lên hay là cấn tay chắc chắn một điều ép kính không tốt, cái điều đấy rất nguy hiểm đúng không anh em. Đó, và soi kỹ xem là có keo lòi đây hay không là cái quan trọng. Đó, ok, tất cả đều ưng mắt rồi, tất cả đều chuẩn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xem vào bên trong. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy này, có một điều rất là hay, đó là cái hình nền gốc, hình nền khi khởi động lại máy xong của những chiếc máy màu khác nhau, nó sẽ có màu khác nhau. Ok, mình nhặt màu vàng nữa nha. Và cái đấy thì cái đấy là cái phụ thôi, mình chỉ khoe đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem. Đầu tiên đó là phần cài đặt và xem và giới thiệu. Chúng ta có thể nhìn thấy ở khu vực này, đây là kiểu máy là của Mỹ, LL đúng không anh em? Anh em ấn vào đây, các anh em có thể nhìn thấy A1921 không? Kiểu máy là modem ấy, là A1921. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái khay SIM này ra, chúng ta soi thật kỹ nha. Cái này nó nhỏ xíu ở dưới này thôi. Đấy, ở dưới này cũng sẽ có một cái chữ tương tự như cái tên modem đấy. Ở dưới này anh em này, đó, A1921 ở chỗ này anh em nhá. Anh em lưu ý này, nó làm ở phía màn hình này, ở chỗ này này. Đó, ok, tên modem, kiểu máy và trong máy giống nhau, khẳng định viền với main là cùng một phát, là chuẩn, không có lệch. Nếu lệch tên modem chắc chắn một điều đó là bị thay viền anh em nhá. A1921 và dưới mép này cũng là A1921 nhá. Đó, đầu tiên chúng ta xem thế, rồi đến phần xem tiếp theo. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt màn hình và độ sáng. Chúng ta có thể nhìn thấy khu vực này có phần chu tông không? Có một cái điều đặc biệt, những cái máy có chu tông ấy, từ iPhone 8 Plus trở lên ấy, 8 và lên, trở từ iPhone 8 trở lên, nó sẽ có chu tông như này, và nếu thay màn hay ép kính nó sẽ mất chu tông. Còn chu tông này thì màn hình có thể xịn, nhưng cái việc này có thợ người ta làm được chứ, thay màn người ta vẫn làm được nhá. Nhưng cái này chúng ta cũng vẫn lên xem còn chu tông hay không, còn ok. Và tiếp theo đó,
chúng ta sẽ kiểm tra email hoặc serial number trên trang chủ Apple. Ở đây thì mình sẽ copy serial number. Mình lưu ý là phải kiểm tra trên trang chủ của Apple anh em nhé. Phải kiểm tra trên chủ Apple, không được kiểm tra bất cứ một trang nào khác. Đó, chúng ta sẽ vào Google thôi, vào Safari thôi, vào phần tìm kiếm thôi. Chúng ta ấn check iPhone. Đây, check iPhone. Anh em có thể nhìn thấy ra rất là nhiều trang này. Đấy. Rất là nhiều trang này. Email này, check email các thứ. Chúng ta bỏ qua những trang này luôn bởi vì những trang này rất là nguy hiểm. Lộ email ra ngoài, dính ai cả là bẩn, là chuyện bình thường. Đó, chúng ta sẽ vào trang Apple có tên, có logo Apple ở đây và có tên là checkcoblogger.apple.com nhá. Đó, vào đây. Ok, nó báo gì không cần biết, cứ paste cái serial number mình vừa copy ở đây. Gọi captcha này. Ok, chúng ta có thể nhìn thấy là báo là iPhone X Max số serial number là như này. Đó, mình back lại nha. Có một ngày mua hợp lệ, tích dấu màu xanh. Hỗ trợ bảo hành qua điện thoại hết. Hỗ trợ bảo hành sửa chữa dịch vụ còn đến ngày 19 tháng 2 năm 2020. Đây là một sản phẩm còn bảo hành em nhá. Đó. Cái này hai cái này thì không quan trọng, nhưng quan trọng nó có một cái ngày mua hợp lệ. Nếu báo không có hoặc là báo màu đỏ thì anh em lưu ý không nên mua những máy đấy, bởi vì những máy đấy là những máy đã bị Apple từ chối hỗ trợ rồi và nó không phải là máy hợp lệ. Những cái máy đấy mình cũng không bán, có thể là máy ăn cắp này, có thể là máy dựng này. Đó, những cái đấy thì mình sẽ không bán, anh em lưu ý là phải có nút xanh nhá. Ok, tất cả các thứ xong thôi xuôi rồi. Mình sẽ bỏ qua cái phần test màn hình, camera và chức năng. Cái đấy anh em tự test nhá. Ok, tất cả các thứ xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ format cái máy này một lần. Bởi vì anh em có thể đọc trên mạng và rất nhiều bài báo viết về tình trạng những chiếc máy này sau khi dùng một thời gian sẽ bị lock lại. Bởi vì nhá, mình cứ lưu ý anh em này, anh em rất thích hàng Mỹ đúng không? Hàng Mỹ và hàng Nhật hiện tại tại Việt Nam gần như là máy lock sau được mua cốt. Nếu được mua cốt xịn, cốt vĩnh viễn, giống như trường hợp ngày xưa Viettel bán thì chúng ta mua 500.000 vĩnh viễn luôn, không phải lock Viettel nữa, không phải lock của Viettel nữa thì ok. Nhưng nếu là cốt du lịch ấy thì nó sẽ bị lock lại. Điều đó rất khó xác định, nhưng cái đơn giản nhất là chúng ta sẽ đặt lại máy xong, kích hoạt được vào được bên trong, không có hàng lao, không có báo sim không được hỗ trợ thì ok. Và hoặc là có một cách rất hay, đó là tất cả những dòng XS trở lên, XS này, XR, XS Max nó đều có thể hỗ trợ hai sim anh em nhé. Ở đây thì mình có một cái sim là sim thực, là sim vật lý, và một cái sim là sim kỹ thuật số. Thì anh em ra luôn Viettel đăng ký sim kỹ thuật số này. Nếu trường hợp không kích được sim kỹ thuật số, sim thực thì vẫn lắp được, mà không kích hoạt được sim kỹ thuật số thì khả năng con đấy là mua lock tạm thời. Bởi vì là quốc tế chuẩn phải dùng được sim kỹ thuật số nha. Đây thì mình sẽ đặt lại. Cái đấy thì mình anh em mua là phải đi kích hoạt luôn. Ồ, không kích hoạt được thì em lại trả lại cửa hàng. Đặt lại nhá. Xóa tất cả nội dung và đặt. Xóa hết. Cái bước này rất quan trọng, bởi vì cái bước này anh em có thể xác định được nó có bị ai cả lao ở đây không và nó có bị lóc hay không. Đó, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần xác định như vậy là chúng ta có thể mua được một chiếc máy chuẩn rồi. Và nếu anh em cảm thấy thiếu thì anh em bổ sung giúp mình để người khác cùng xem. Anh em thấy thích kênh của mình thì like nhá, thích video này thì like nhá, thích kênh của mình thì subscribe, theo dõi những clip khác ủng hộ mình nhá. Anh em muốn mua hàng thì đường link ở bên dưới đấy, anh em cứ kích vào đấy và mua hàng thôi, yên tâm, nhận được hàng, kiểm tra ok và thanh toán. Và nếu dùng trong trường hợp có lỗi, ít nhất 30 ngày mình sẽ đổi cho một chiếc máy khác. Đơn giản như vậy thôi, bên mình làm là phải uy tín. Cảm ơn anh em xem clip nhá, chào tạm biệt anh em.